Trong phần 1, chúng ta đã điểm qua các thành viên của liên họ Tyrannosauridae ở lục địa Appalachia. Ở các phần còn lại, chúng ta sẽ cùng đến với lục địa Laramidia. Và ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng đến với phía bắc của Laramidia cùng với các loài khủng long từng thống trị nơi này nhé. Nói rõ hơn thì Laramidia là một lục địa đảo tồn tại trong thời kỳ cuối kỷ phấn trắng khi Western Sea Seaway chia đôi lục địa Bắc Mỹ làm hai. Trong kỷ nguyên Mesozoic thì Laramidia là một vùng đất đảo được tách ra từ Appalachia về phía đông. Con đường biển cuối co lại tách ra khỏi sông Dakota và rút lui về phía vịnh Mexico và vịnh Hudson, sau đó đã có những sự liên kết lục địa Bắc Mỹ. Laramidia được đặt tên theo Laramie, Wyoming, nằm ở vùng đất cũ. Tên được đặt ra bởi David Archibald vào năm 1996. Stoxosaurus. Thành viên Tyrannosauridae cổ xưa nhất trong danh sách này là Stoxosaurus. Không chỉ ở Bắc Mỹ, đây cũng là một trong những loài Tyrannosauroid xuất hiện sớm nhất trên trái đất. Bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của Stoxosaurus chỉ là một mảnh xương chậu bên trái được phát hiện ở mỏ hóa thạch Cleveland Lloyd thuộc hệ tổng Morrison, nằm lẫn trong các phần xương của Allosaurus, kẻ thống trị khu vực Bắc Mỹ thời điểm đó. Mẫu vật hiếm hoi này có niên đại thuộc giai đoạn Tithon của kỷ Jura, cách đây khoảng 150 triệu năm. Người có công phát hiện ra mẫu vật này là nhà khảo cổ James Henry Mason, đã lấy tên người thầy của mình, giáo sư địa chất William Lee Stokes, để đặt tên cho loài khủng long mới được phát hiện này. Trong khi tên loài Clevelandi cũng để kỷ niệm nơi tìm ra hóa thạch đầu tiên, gần thị trấn Cleveland thuộc tiểu bang Utah. Về sau, có thêm một số hóa thạch khác dù rất vụn vặt, chẳng hạn như xương ngồi và các đốt sống đuôi và một phần hộp sọ của tuổi thọ còn xa xưa hơn thuộc giai đoạn Kimmeridge, cách đây 152 triệu năm, cũng được cho là thuộc về loài khủng long này. Mặc dù không có nhiều bằng chứng nhưng với những mẫu hóa thạch hiếm hoi này cũng giúp chúng ta hình dung được về một trong những loài Tyrannosauridae sơ khai nhất, dài khoảng 4 mét và săn mồi chủ yếu dựa vào tốc độ. Kích thước nhỏ bé và cơ thể linh hoạt cũng là chìa khóa giúp cho loài khủng long này sống sót trước những kẻ săn mồi lớn hơn vào thời đại đó, chẳng hạn như Allosaurus. Năm 2008, Roger Benson mô tả thêm một loài Stoxosaurus thứ hai, đó chính là Stoxosaurus langami, dựa vào những hóa thạch phát hiện được tại Anh Quốc. Tuy nhiên, những nghiên cứu sau đó cho thấy rằng chúng thuộc về một chi mới hoàn toàn và được đặt tên là Jura Titan vào năm 2012. Trước đây, Stoxosaurus được xếp chung nhánh với Proceratosauridae, chung với những Tyrannosauroid được phát hiện ở châu Á như Quan Long hay Eutyrannus, nhưng sau đó đã được tách ra thành một nhánh riêng gọi là Stoxosauridae với mức độ tiến hóa cao hơn, chung với những họ hàng gần gũi nhất của chúng là Eutyrannus và Jura Titan. Moros intrepidus. Moros intrepidus là một trong những thành viên nhỏ bé nhất của liên họ bạo chúa Tyrannosauridae, với kích thước chi dài khoảng 1,2 mét và nặng 78 kg, tương đương với một con nai. Loài khủng long này sống cách đây 96 triệu năm trên những vùng đồng bằng phì nhiêu mà ngày nay thuộc lãnh thổ của bang Utah. Mẫu vật định danh NCSM-33392 bao gồm xương đùi, xương cẳng chân và một số xương bàn và ngón chân được khai quật từ tập Mustentuchit thuộc hệ tầng Cedar Mountain, có niên đại thuộc giai đoạn Cenoman khoảng 96,4 triệu năm trước. Qua phân tích cho thấy, đây là phần còn lại của một cá thể chưa trưởng thành đã chết vào thời điểm 6 hoặc 7 tuổi. Ngoài ra, người ta còn tìm được các răng tiền hàm của một số cá thể cùng loài. Với việc phát hiện được các hóa thạch của Moros intrepidus, cho thấy vào giữa kỷ Creta, các thành viên của liên họ Tyrannosauridae vẫn có kích thước bé nhỏ cho đến khi đạt được kích thước khổng lồ chỉ 16 triệu năm sau đó. Một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc trong quá trình tiến hóa. Cũng giống như những họ hàng khác như Timmerlandia hay Sion Qualung, Moros intrepidus chỉ là những khủng long săn mồi hạng 2, phải trốn tránh sự săn lùng của những kẻ ăn thịt lớn hơn rất nhiều. Kích thước nhỏ bé, tốc độ linh hoạt và các giác quan nhạy bén giúp cho chúng sinh tồn trong một thế giới bị thống trị bởi những Allosauroid. Moros intrepidus có quan hệ rất gần gũi với các Tyrannosauroid ở châu Á và không loại trừ khả năng tổ tiên của các loài khủng long nhỏ bé này đã vượt qua eo biển Alaska để đến Bắc Mỹ. Moros được đặt theo một vị thần báo hiệu cho sự diệt vong trong thần thoại Hy Lạp.
Cái tên này khá phù hợp khi những hậu duệ của loài khủng long nhỏ bé này sẽ vươn lên thành những kẻ thống trị đáng sợ trong giai đoạn cuối kỷ nguyên khủng long. Và để đánh dấu hành trình đầy dũng cảm của loài khủng long bé nhỏ này đã vượt qua eo biển Alaska từ châu Á sang Bắc Mỹ, người ta đã gọi chúng là Intrepidus, nghĩa là can trường trong tiếng Latin. Nanaxosaurus. Nanaxosaurus là thành viên của liên họ Tyrannosauridae, cư trú xa nhất về phía bắc của lục địa Laramidia. Các hóa thạch đầu tiên của loài khủng long này, bao gồm một số mảnh xương hàm và mái sọ, đã được khai quật tại hệ tầng Prince Creek Formation có niên đại khoảng 69 triệu năm trước, ngày nay thuộc miền bắc Alaska. Cái tên Nanaxosaurus là sự kết hợp của Nanak có nghĩa là gấu bắc cực trong ngôn ngữ Inupiat và Saurus nghĩa là thằn lằn trong tiếng Hy Lạp. Trong khi tên loài Hoglandi nhằm tri ân nhà thiện nguyện Forrest Hogland, do đó loài khủng long này thường được thể hiện là sở hữu một bộ lông dày giống đa số các loài động vật ở Bắc Cực ngày nay. Tuy nhiên, điều này có thể không phù hợp với thực tế khi vào thời đại của Nanaxosaurus, khí hậu của trái đất ấm áp hơn ngày nay rất nhiều. Theo ước tính ban đầu, Nanaxosaurus có kích thước khá nhỏ với chiều dài chỉ vào khoảng 5-6 mét. Các tác giả đã đặt tên cho loài khủng long này là Anthony Ricardo Fiorillo và Tchaikovsky cho rằng đặc điểm này thể hiện sự thích nghi với điều kiện khắc nghiệt và khan hiếm thức ăn của miền Bắc Cực. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây lại cho thấy Nanaxosaurus thực chất có thể đạt được kích thước lớn hơn. Despletosaurus. Despletosaurus là một trong những chi khủng long bạo chúa hiếm hoi có nhiều hơn một phân loài. Mặc dù những hóa thạch đầu tiên đã được khai quật từ những năm 1920 ở Alberta, tuy nhiên, đến hơn 50 năm sau, loài đầu tiên trong chi khủng long ăn thịt này mới được xác định, Despletosaurus torosus, nghĩa là vạm vỡ bởi Del Russell. Đến năm 2017, loài thứ hai thuộc chi Despletosaurus chỉ phân bố ở Montana, Hoa Kỳ, được xác định đặt tên là Despletosaurus honeri. Loài thứ ba, Despletosaurus digutorum, được phát hiện không lâu sau đó được tách thành một chi riêng biệt là Thanatoteryx. Mặc dù không có số lượng phong phú như nhiều loài khủng long bạo chúa khác, nhưng những hóa thạch khai quật được của nó cũng tương đối hoàn chỉnh, đủ để nắm bắt về cấu trúc cũng như một số hành vi của chúng. Tất cả đều được tìm thấy trong các hệ tầng có niên đại từ giữa cuối giai đoạn Campanian của kỷ Creta, cách đây khoảng 74-77 triệu năm. Một cá thể trưởng thành Despletosaurus có thể dài từ khoảng 8-9 mét, nặng trung bình 2,5 tấn. Chúng có cấu trúc cơ thể điển hình của một Tyrannosaurus với hai chi sau cực khỏe cùng cái đuôi dài làm đối trọng cho một hộp sọ khổng lồ dài gần 1 mét. Trên hộp sọ của nó cũng có các hố để làm giảm trọng lượng như các Tyrannosaurus đời sau. Đây cũng là một trong những loài khủng long sở hữu bộ răng đáng sợ nhất với khoảng 72 chiếc răng hình nón, dễ dàng nhai nát mọi lớp bảo vệ của con mồi. Khi nghiên cứu về loài Despletosaurus thứ hai, đó là Despletosaurus honeri, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều điểm thú vị. Một trong số đó là loài khủng long này không có môi, thay vào đó là các vảy cứng bao bọc phần xương hàm có rất nhiều lỗ nhỏ cho những thần kinh cảm giác chui qua, tương tự như ở cá sấu. Và có khả năng Despletosaurus nói riêng và các khủng long bạo chúa nói chung đã sử dụng bộ hàm này như một cơ quan cảm biến và giao tiếp với đồng loại. Một điểm đáng lưu ý khác, Despletosaurus honeri nhiều khả năng chính là hậu duệ trực hệ của loài khủng long cùng chi Despletosaurus torosus. Giả thuyết về sự tiến hóa đơn dòng Anagenesis này được đặt ra sau khi các nhà khảo cổ đã phân tích, đối chiếu rất cẩn thận giải phẫu của hai loài. Ngoài ra, Despletosaurus torosus tồn tại trước khi Despletosaurus honeri xuất hiện. Vị trí tìm được các hóa thạch của Despletosaurus torosus tại Alberta, Canada lại khá gần với Montana, nơi khai quật được Despletosaurus honeri. Tuy nhiên, vẫn cần thêm rất nhiều bằng chứng để củng cố cho giả thuyết này. Người ta cũng cho rằng Despletosaurus sống thành bầy khi hóa thạch của ba cá thể, bao gồm một con trưởng thành và hai con nhỏ hơn, được tìm thấy cùng nhau nằm gần các phần xương rời rạc của năm Hadrosaur với rất nhiều dấu răng trên đó, cho thấy cả ba con đang ăn thịt con mồi ngay trước khi chết. Một số ý kiến cũng cho rằng loài khủng long này có hành vi tương tự rồng Komodo, chỉ hợp tác lúc săn mồi và sẵn sàng triệt hạ lẫn nhau, khi trên một số hóa thạch của các cá thể nhỏ có nhiều dấu răng đồng loại. Cùng tồn tại song song với Despletosaurus trong giai đoạn này là một chi khủng long bạo chúa khác thuộc nhánh Ambetosaurini như Gorgosaurus. Tuy nhiên, giữa hai loài ăn thịt này dường như lại có rất ít sự cạnh tranh do có đối tượng con mồi khác nhau.
Despletosaurus thường nhắm đến những loài khủng long ăn cỏ, được phòng vệ tốt nhưng có tốc độ chậm, chẳng hạn như Coronosaurus hay Ambetaceratops. Tuy nhiên, đôi khi Despletosaurus cũng ăn thịt cả các con mồi truyền thống của Coccosaurus như Brachylophosaurus. Ambetosaurus. Ambetosaurus là chi khủng long mang tên địa danh nơi tìm ra hóa thạch đầu tiên, tỉnh Alberta của Canada. Chi khủng long này được chính thức đặt tên cùng thời điểm với người họ hàng nổi tiếng nhất là T-Rex, vào đúng năm tỉnh Alberta được thành lập và là năm 1905. Người đã đặt tên cho cả hai kẻ ăn thịt đáng sợ này không ai khác hơn, đó chính là nhà khảo cổ học thuyền thoại người Mỹ Henry Fairfield Osborn. Kể từ thời điểm các mẫu vật đầu tiên được phát hiện vào năm 1884, đến nay đã khai quật được hóa thạch của hơn 30 cá thể Apatosaurus, biến đây trở thành một trong những loài khủng long bạo chúa có số lượng hóa thạch phong phú và được nghiên cứu chi tiết nhất. Tương tự các thành viên trong đại gia đình Tyrannosauridae, Ambetosaurus có cặp chi trước nhỏ tương phản với hai chân sau cực khỏe. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với những người họ hàng như T-Rex hay Tarbosaurus bata, nhưng đây vẫn là một kẻ săn mồi khổng lồ với chiều dài trung bình của một con trưởng thành từ 8 đến 9 mét, có thể lên đến 10 mét. Với cấu trúc cơ thể thon gọn, Ambetosaurus khá linh hoạt và có thể chạy với vận tốc khá cao vào khoảng 14 đến 21 km số một giờ. Một đặc điểm càng làm mức độ đáng sợ của loài khủng long này tăng lên bội phần, đó chính là tập tính săn mồi theo bầy. Một bãi hóa thạch tại Dry Island được khai quật bởi nhà khảo cổ Barnum Brown có đến 26 bộ hóa thạch của Ambetosaurus từ 2 đến 23 tuổi. Trong một cuộc đi săn, có lẽ các cá thể nhỏ hơn với tốc độ cao thường sẽ làm nhiệm vụ bao vây và lùa con mồi xấu số chạy về phía những con lớn hơn, vốn chậm chạp hơn nhưng lại với sức mạnh vượt trội nên sẽ đóng vai trò kết liễu. Không quá ngạc nhiên khi Ambetosaurus không có kẻ thù tự nhiên và là loài ăn thịt đầu bảng vào thời đại mà chúng sinh sống. Mặc dù tồn tại ngay trước thời đại của T-Rex, nhưng nó không phải là tổ tiên trực hệ của loài khủng long này, vì cá thể khủng long Ambetosaurus cuối cùng đã tuyệt chủng trước khi Tyrannosaurus xuất hiện từ 1 đến 2 triệu năm. Hiện tại chỉ có một loài Ambetosaurus duy nhất được công nhận, đó chính là Ambetosaurus sarcophagus, trong đó sarcophagus vừa có nghĩa là ăn thịt, đồng thời cũng chính là quan tài. Trước đây, một loài khủng long bạo chúa khác, Gorgosaurus liberatus, tồn tại trước đó khoảng 10 triệu năm, cũng có một thời gian dài được xem là một loài trong chi Ambetosaurus. Cho đến khi các nhà khảo cổ nhận thấy sự khác biệt giữa hai loài, dù rất khó thấy và chỉ có thể được nhận biết bởi các chuyên gia, để tách chúng ra thành những chi riêng biệt. Trong đại gia đình Tyrannosauridae nói chung và họ Tyrannosauridae nói riêng, thì Ambetosaurus và Gorgosaurus được xếp chung một nhánh với tên gọi Ambetosaurini. Gorgosaurus. Đã có một thời gian rất dài, các khủng long Gorgosaurus liberatus, có nghĩa là thằn lằn đáng sợ, được xem là một loài thuộc chi Ambetosaurus, cho đến khi người ta nhận thấy có đủ bằng chứng để tách chúng ra thành một chi riêng biệt. Khác biệt lớn nhất của hai chi khủng long có quan hệ vô cùng gần gũi này nằm ở cấu trúc xương sọ và các răng. Tương tự như Ambetosaurus, các hóa thạch của Gorgosaurus cũng có số lượng rất phong phú với hơn 20 cá thể đã được tìm thấy. Gorgosaurus tồn tại cách đây từ 75,1 đến 76,6 triệu năm, trước thời đại của các Ambetosaurus khoảng 10 triệu năm. Loài khủng long này thống trị vùng đất trải dài từ Alberta, Canada đến Montana, Hoa Kỳ ngày nay, cùng với một họ hàng khét tiếng khác là Despletosaurus. Nguyên do có sự tồn tại đồng thời của hai loài khủng long bạo chúa có kích thước xấp xỉ nhau ở trong cùng một khu vực, có lẽ là do chúng săn những con mồi khác nhau. Despletosaurus sở hữu cấu trúc cơ thể rắn chắc và bộ hàm khỏe hơn, cho nên con mồi của chúng là những loài khủng long được vũ trang hạng nặng như các giáp long hay giác long. Trong khi đó, các Gorgosaurus có thân hình mảnh khảnh, tốc độ lại cao hơn, chủ yếu nhắm vào các loài khủng long ít được bảo vệ hơn như các loài khủng long mỏ vịt. Hiện tượng hai loài khủng long bạo chúa cùng tồn tại song song cũng có thể thấy trong trường hợp Tarbosaurus và Allioramus ở châu Á. Thanatopterites. Hơn 50 năm sau việc phát hiện được Despletosaurus, một loài khủng long bạo chúa mới đã được phát hiện ở Canada, đồng thời cũng là loài khủng long bạo chúa cổ xưa nhất từng được biết đến tại vùng đất này. Ban đầu, đây được xem là một loài mới trong chi Despletosaurus cho đến khi chính thức được đặt tên là Thanatopterites degrutorum vào năm 2019, tạm dịch là lưỡi hái tử thần. Cho các bạn nào chưa biết thì Thanatos có tên vị thần chết trong thần thoại Hy Lạp, còn Terites là lưỡi hái.
tên loài Digrutorum được đặt theo họ của hai nhà khảo cổ nghiệp dư là John và Sandra DeRoute, một trong những người đã phát hiện được các khóa thạch của loài khủng long mới này, bao gồm một phần hộp sọ cũng xương hàm trên và hàm dưới gần thị trấn Hayes. Thanatopterite Digrutorum có quan hệ rất gần với hai phân loài thuộc chi Daspletosaurus, đó chính là Daspletosaurus torosus và Daspletosaurus honeri, do cùng sở hữu các đặc trưng của nhóm này. Cùng nhau, cả ba đã tạo thành một nhánh Daspletosaurini trong đại gia đình Tyrannosauridae nói chung và họ Tyrannosauridae nói riêng. Mặc dù có kích thước không quá lớn, chỉ khoảng 8 mét, nhưng Thanatopterite là loài khủng long bạo chúa duy nhất tồn tại ở trong hệ sinh thái của hệ tầng Phomos, có niên đại vào cuối kỷ Creta. Do đó không quá ngạc nhiên khi đây chính là sinh vật ăn thịt đầu bảng ở khu vực này, với con mồi là các loài khủng long ăn cỏ như Ceratops hay Colipiocephale. Vừa rồi, mình đã đưa các bạn cùng điểm qua các loài khủng long thống trị phía bắc lục địa Laramidia ở trong phần 2 của chuỗi video về liên họ khủng long bạo chúa Tyrannosauridae. Các bạn hãy ấn like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình cũng như không bỏ lỡ những video thú vị khác trong tương lai. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại!